sống ngay vị trí giác, tức là sống ngay cảnh giới của sự giải thoát hiện tiền. Mỗi chúng ta có hai vị trí để sống trong đời sống khi còn mang hình hài này. Vị trí thứ nhất là vị trí của bản ngã. Vị trí thứ hai là vị trí giác. Ở vị trí bản ngã, ta luôn sống trong đối đãi nhị nguyên, như được mất, hơn thua, phải quấy, tốt xấu. Ở vị trí của bản ngã thì tâm trí làm việc không ngừng, mỗi giây nó sản xuất ra vô số tư tưởng. Đó cũng chính là nguyên nhân tâm trí thường xuyên tạo nhiều vấn đề trong cuộc sống. 99,9% vấn đề được tạo ra từ tâm trí khi ta sống ở vị trí bản ngã. Vì nhiều vấn đề phát sinh từ tâm trí trong cuộc sống hàng ngày, và nhiều người không biết làm cách nào để thoát ra tất cả những vấn đề này. Do đó, cần những chuyên gia hiểu cách vận hành của tâm trí hơn chính bản thân để tư vấn. Những chuyên gia này chính là những nhà tâm lý trị liệu, chính là những nhà phân tâm học. Nhưng trị liệu có khỏi không? Tâm trí là nguồn suối phát sinh ra mọi tư tưởng, mọi vấn đề. Vì vậy, khỏi một vấn đề ở chỗ này thì nó sẽ phát sinh ra 2-3 vấn đề ở chỗ khác. Và quá trình này diễn ra không cùng tận cho đến lúc bạn rời bỏ thân xác. Và hành trình của tâm trí lại tiếp tục khi bạn có một cơ thể mới, ở một kiếp sống mới. Để chữa trị những căn bệnh trầm kha thuộc về tâm trí, và tâm trí là nguyên nhân gây ra những căn bệnh đó, chỉ có một cách dường như là duy nhất để chấm dứt tất cả mọi vấn đề của tâm trí. Đó là thoát ra khỏi sự vận hành của tâm trí. Làm sao để có thể thoát ra khỏi sự vận hành của tâm trí? Đó là nhận ra tánh giác của chúng ta và sống ở vị trí giác đó. Vì ngay nơi giác ta sống là ta đã thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của tâm trí. Một khi ta thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của tâm trí thì tâm trí mất đi nguồn dưỡng chất để tiếp tục tạo ra những khổ đau, khó khăn, những vấn đề cho ta. Sống ngay vị trí giác, tức là sống ngay cảnh giới của sự giải thoát hiện tiền.